Phân tích tỷ lệ, nhận định, dự đoán kết quả trận đấu giao hữu câu lạc bộ giữa San Bia với Liverpool diễn ra lúc 1:30 ngày 12 tháng 7 năm 2019. Cập nhật thông tin trước trận, đội hình ra sân, link trực tiếp dưới. Năm thứ 4 liên tiếp, San Bia được lựa chọn làm quân xanh cho Liverpool luyện chân sau kỳ nghỉ dài. Có vẻ như ban lãnh đạo The Kop tin rằng đội bóng này mang tới vận may cho Liverpool nên luôn lựa chọn đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 này để mở hàng mỗi mùa bóng mới. Năm ngoái, San Bia đã gây rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của Klopp và chỉ chịu thất bại 2-3. Đây có thể coi là một chiến tích với đội bóng vô danh như họ. Bước vào trận đấu hôm nay, San Bia mang tới phong độ khá ấn tượng khi bất bại 3/4 trận gần nhất và toàn thắng nghỉ lễ châu Á ở cả 3 trận đấu có mở kèo. Năm ngoái, San Bia đã gây rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của Klopp và chỉ chịu thất bại 2-3. Đây có thể coi là một chiến tích với đội bóng vô danh như họ. Bước vào trận đấu hôm nay, San Bia mang tới phong độ khá ấn tượng khi bất bại 3/4 trận gần nhất và toàn thắng nghỉ lễ châu Á ở cả 3 trận đấu có mở kèo. Thực tế San Bia chưa bao giờ là đội bóng dễ bị bắt nạt. Hay nói một cách khách là Liverpool không muốn vùi dập đối tác quen thuộc này khi 4 lần đụng độ trong quá khứ đội bóng thành phố cảng toàn thắng nhưng 3 trong số 4 trận đấu đó họ chỉ vượt qua đối thủ với cách biệt tối thiểu. Ở thời điểm hiện tại cũng rất khó để chờ đợi vào màn hủy diệt của thầy trò huấn luyện viên Klopp khi đây mới là trận đầu tiên của họ sau mùa giải năm ngoái. Một số cầu thủ của đội khách vẫn chưa tập trung trở lại vì nhiều lý do khác nhau. Đáng kể nhất là việc cả 3 mũi nhọn trên hàng công Salah, Man, Firmino đều chưa thể góp mặt do bận về phục vụ đội tuyển quốc gia tại CAN Cup và Copa America. Hơn nữa, sức ý sau kỳ nghỉ dài cũng là rào cản đáng kể để Liverpool chơi thăng hoa trước một tập thể hừng hực khí thế như San Bia Rovers. Nhiều khả năng sẽ lại là một chiến thắng tối thiểu cho Liverpool và đối thủ San Bia sẽ là những người được hưởng niềm vui xét trên phương diện tỷ lệ châu Á.